Kính thưa quý vị, một giọng ca Hoài Vương đã từng đam mê và vẫn còn đam mê mãi mệt. Một giọng ca trữ tình, một phong cách hấp dẫn. Đó là một ngôi sao đã lên cao, một trời sao chói sáng. Và kính thưa quý vị, ngôi sao đó không phải Tuyết Lệnh, mà ngôi sao đó là Minh Tuyết. Kính thưa quý vị, sau đây cho chàng vỗ tay tập lớn cho ca sĩ Minh Tuyết. Ủa, máy bay của chị Minh Tuyết xuống chưa? Chị Minh Tuyết ơi, đừng làm em bể nha. Đây, đúng là em nói có sai đâu, không chỉ trữ tình mà còn hấp dẫn nữa. Quý vị, trọng thần có tay thật lớn cho nữ ca sĩ Minh Tuyết. Thank you anh. Minh Tuyết xin thân ái kính chào tất cả quý vị quan khách có mặt trong ngày hôm nay. Và năm mới đã tới rồi thì cho phép Minh Tuyết gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, chúc cho quý vị lúc nào cũng khỏe, trẻ, đẹp và làm ăn phát tài. Được không ạ? Cho đôi ta không mơ về anh một chiều.